Tuyến đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5 km do Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư. Trong đó thì có 4 km đi ngầm bắt đầu từ ga S9 trên đường Kim Mã đến ga S12 trên đường Trần Hưng Đạo do liên danh nhà thầu Hyundai và Gela thực hiện. Nhưng mà từ tháng 7 năm ngoái đã ngừng thi công và mới đây các đoạn ga ngầm đã có dấu hiệu công nhân quay trở lại làm việc. Thế nhưng vẫn trong tình trạng thi công ì ạch, ghi nhận sau của nhóm phóng viên. 9 giờ sáng nay, tại công trường thi công ga ngầm S12 giai đoạn 2 trên đường Trần Hưng Đạo đã xuất hiện lác đác máy móc, công nhân làm việc, nhưng số lượng vẫn rất hạn chế. Người dân cho biết công trường này cũng chỉ mới hoạt động trở lại trong thời gian ngắn gần đây, trong khi đã quây tôn rào chắn từ khá lâu. Gần đây mới thi công mà không biết đến bao giờ cho nó xong, để cho nhân dân trong thành phố đi lại được an toàn và thoáng, không bị cản trở. Còn thi công cứ dở chừng, không làm một tí không lại bỏ lại đấy thì để cho làm ách tắc giao thông. Công trường mới thi công độ tuần hơn tuần thì chưa biết bao giờ hoàn thành. Thời gian chờ đợi nó lâu quá, đâm chúng tôi người dân cũng bị thất vọng. Công việc vô sinh của chúng tôi kiếm ăn là vô cùng khó khăn. Trong khi đó, phố Cát Linh, nơi xây dựng ga ngầm S10, nằm trên địa bàn phường Cát Linh, quận Đông Đa, hiện công trường vẫn chỉ là một mảnh đất trống, mặc dù có treo biển thi công. Cũng theo phản ánh của người dân sinh sống cạnh khu vực rào chắn, công nhân chỉ đến đây để dọn vệ sinh, chứ chưa có dấu hiệu nào của việc đào xới thi công hầm. Thường xuyên thì có, em vẫn có đi qua đằng này, ví dụ như vào giờ cao điểm, dọc cơ điểm cũng có tắc bị. Nói chung là lấn chiếm hết rồi, mình làm sao không để đi đấy được. Việc chậm trễ của các hạng mục thuộc tuyến metro này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, mà đối với những gia đình sinh sống dựa vào buôn bán như gia đình ông Dũng cũng chẳng dễ dàng gì. Không có thi công gì cả để rác rưởi rồi cây cỏ mọc um tùm lên, rồi ruồi muỗi, rồi sốt xuất huyết thế này, thế là bên thi công người ta lại cho người về, người ta dọn dẹp chặt mấy cái cây mới dọn cái rác bên trong thôi. Không có người, không có máy móc gì cả. Rất là bức xúc nhiều đây, tôi là một điển hình đây. Nhà tôi ở đây suốt từ gần 5 năm nay rồi. Vất vả khổ sở, bây giờ chẳng muốn bán thì đây cho các bạn xem hàng hóa có bán được ở đâu, hàng tồn như này bán thanh lý chẳng bán được. Đối với tuyến Nhổn ga Hà Nội thì chúng ta lại nhớ đến bài học của tuyến Cát Linh Hà Đông. Phải không? Chúng ta kêu Cát Linh Hà Đông nhưng mà Nhổn ga Hà Nội thì cũng kỷ lục thì không kém gì cả. Tức là đáng lý là 2015 đã xong thì 2022 vẫn chưa xong và vẫn đang rất tiến độ rất chậm. Cái giải pháp mà khúc mắc từ đầu thì đã qua rồi, phải không ạ? Vì bây giờ là đã làm đến mấy năm rồi thì bây giờ vẫn trên cái hợp đồng đó nhưng mà phải có con người nó cụ thể hơn, phải không ạ? Những người có kỹ năng hơn. Nếu mà thấy cái người đó làm không tốt thì có thể thay đổi đi cái người phụ trách. Cái thứ hai ấy, là phải đốc thúc tiến độ. Những khâu nào mà yếu thì phải giải quyết ngay và giải quyết bằng cách cương quyết. Ví dụ như là tại sao lại là đưa robot xuống hầm rồi mà không cho chạy, thiếu cái gì, do đâu thì phải cho người giải quyết ngay và phải định luôn thời gian, phải không ạ? Tôi nói ví dụ tôi là chủ tịch thành phố, tôi bảo tôi hẹn anh 5 tháng nữa, 2 tháng nữa anh phải chạy, không chạy tôi thay anh người khác. Theo kế hoạch, dự án metro này sẽ hoàn thành vào năm 2027. Sau nhiều lần xin lùi tiến độ và đội vốn, thế nhưng với tiến độ thi công ì ạch như hiện nay thì mốc thời gian này cũng khó có thể đúng thời hạn. Còn người dân cũng chỉ biết trông chờ trong mòn mỏi.